tỏi thì các bạn chỉ cần một cái thiết bị IoT các bạn có thể kiểm tra nó được. Thì với những cái thiết bị này nếu như không có internet thì giống như các bạn đang dùng một cái điện thoại mà không có mạng gì đó. Các bạn chỉ có thể dùng để nghe gọi, nhắn tin. Tuy nhiên khi có mạng các bạn có thể truy cập được mạng, hoặc là các thiết bị IoT này nó có thể thông báo được nhiều cái thông tin về cho cơ sở dữ liệu trung tâm để họ có thể dựa trên đó để xử lý. Thì những cái thiết bị IoT này nó có công suất thấp. Công suất thấp ở đây có nghĩa là nó tiêu thụ điện năng rất là ít, có thể là phải 5 năm đến 10 năm các bạn mới phải thay pin một lần. Thì nó được kết nối internet một cách tối đa, an toàn, hiệu quả về chi phí. Thì Helium nó xây dựng trên cơ sở blockchain đó. Thì cái này là mạng internet nhưng mà được xây dựng trên cơ sở blockchain, các bạn hiểu như thế. Thì điều gì làm cho Helium nó nổi bật? Thì hiện tại các bạn phải hiểu rằng với những cái cơ sở hạ tầng của mạng, các bạn có thể biết ở Mỹ chúng ta có ba nhà mạng, ví dụ như là Verizon, AT&T hoặc là T-Mobile. Ở Việt Nam chúng ta sẽ có Viettel, Vina Mobile, hoặc là ở Hàn Quốc sẽ có SK, KT, LG. Và các bạn biết để phát triển một cái cơ sở hạ tầng của cái mạng đó thì tốn rất là nhiều chi phí. Các bạn có biết là Viettel họ phải thuê bao nhiêu tiền để đặt những cái điểm phát sóng ở trong những khu vực thành phố và trên những cái nhà dân, và những cái chi phí này nó rất là lớn, từ chi phí lắp đặt xây dựng và chi phí thuê cũng như là nó rất ảnh hưởng tới những cái người xung quanh. Thì Helium nó phát triển rất là đơn giản, nó xây dựng cơ sở hạ tầng của mạng không dây với chi phí tối ưu và tính bảo mật cao nhất cho các thiết bị IoT nhờ sản phẩm đó là Helium Hotspot. Đây là một cái hotspot của Helium, và cái Helium Hotspot này nó là một cái thiết bị phần cứng, nó có giá khá rẻ, nó có hai cái nhiệm vụ. Nó thứ nhất là khi các bạn kết nối mạng cho cái hotspot này thì nó sẽ là một cái điểm truy cập không dây trên Helium blockchain. Khi các bạn gắn internet vào cái hotspot này và gắn điện thì nó sẽ trở thành một cái điểm truy cập không dây trên Helium blockchain, nó giống như một cái node trên một cái blockchain gì đó. Và nó vừa là một cái công cụ mining token SNT để các bạn kiếm được cái thu nhập thụ động. Thì khi các bạn gắn mạng và gắn điện vào thì nó vừa tham gia vào cái điểm phát sóng và nó sẽ giúp cho các bạn đào được cái token SNT để các bạn kiếm được cái thu nhập thụ động đó. Ngoài ra thì còn cái Helium Console. Helium Console này nó là công cụ quản lý thiết bị, nó giúp cho cái Helium quản lý được những cái thiết bị IoT đó. Thì cái này chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm cái Helium Hotspot thôi. Thì cái Helium Hotspot này là cái nhân vật chính trong cái buổi Zoom của chúng ta. Thì khi các bạn đưa nó về gắm điện, gắm internet là xong, thì các bạn sẽ trở thành một cái điểm nốt trong cái mạng lưới không dây của Helium blockchain. Và khi nó trở thành cái điểm nốt như vậy á, thì các bạn sẽ đào được cái token SNT để các bạn kiếm được cái thu nhập thụ động. Rồi thì để nói sâu hơn thì ví dụ như chúng ta sẽ hỏi là cái mạng, cái sóng của SNT là dùng cái sóng gì, thì cái sóng của cái hotspot đó nó sẽ dùng long file và nó kết hợp với giao thức LoRaWAN với blockchain Helium, để bất kỳ cái thiết bị LoRaWAN nào cũng có thể truyền data trong blockchain Helium. Thì những cái thông tin này là những cái thông tin về kỹ thuật. Thì các bạn cũng biết là ví dụ như về long file á, nó sẽ cho cái tốc độ, cho được cái việc truyền khoảng cách đi xa hơn so với Wi-Fi gấp 200 lần. Ví dụ như Wi-Fi nó cho các bạn truyền được dữ liệu khoảng vài trăm mét gì đó, thì long file nó cho các bạn truyền được dữ liệu tới vài cây số hoặc là cả chục cây số. Và nếu như các bạn dùng những cái thiết bị hỗ trợ cho phép, nó sẽ cho phép các bạn phát được những cái phát những cái sóng á, nó đi tới khoảng 150 cây số, 200 cây số đó. Thì khi mà các bạn khi cái hotspot các bạn nó, thì nó sẽ cho phép cái chủ sở hữu, chính là chúng ta, những người sở hữu hotspot, kiếm được cái token SNT khi thiết bị của mình truyền dữ liệu qua cái mạng này đó. Thì Helium Tap là ứng dụng theo dõi vị trí được kết nối với mạng Helium, có nghĩa là theo dõi. Cái này giúp cho chúng ta giống như Helium Console, nó giúp chúng ta theo dõi được những cái đồ vật mà chúng ta muốn theo dõi và quản lý. Chút nữa mình sẽ nói sâu hơn trong cái việc ứng dụng của SNT. Thì cái token SNT là gì? Token SNT là cái token, một cái NFT token của cái Helium blockchain. Nó sẽ đảm nhiệm hai vai trò. Các bạn cũng biết là nó đảm nhiệm có hai vai trò thôi. Thứ nhất, nó là cái phần thưởng cho cái việc đào, có nghĩa là những cái hotspot mà các bạn gắn mạng và tham gia vào cái mạng lưới của blockchain thì các bạn được thưởng SNT. Thì nó là phần thưởng. Và thứ hai, nó dùng để thanh toán. Thì khi những
những cái người mà sử dụng cái dịch vụ của Helium, họ sử dụng những dịch vụ IoT thì họ bắt buộc phải mua cái SNT để họ thanh toán cho cái phí dịch vụ. Như vậy cái token SNT này là token của Helium và nó làm hai nhiệm vụ. Thứ nhất đó là nó thưởng cho những cái người phát triển hotspot tham gia vào mạng lưới internet không dây của Helium trên toàn cầu. Thứ hai, nó dùng cho những cái người sử dụng cái dịch vụ của Helium, sử dụng cái IoT và họ phải mua SNT để thanh toán cho cái dịch vụ đó. Rồi, thì Helium nè, Helium token tên nó SNT, nó có tổng là 223 triệu coin đó. Và nó phân bổ tới 66,9% cho những người DAO, có nghĩa là cho cộng đồng hotspot. Tất cả cộng đồng hotspot sẽ được 66,9% chia ra, còn investor, những nhà đầu tư là 21,5% và những cái người sáng lập ra Helium họ chỉ giữ có 11,6% thôi. Đó, đây là cái con số SNT được phân bổ. Rồi. Thì đây là những cái nhà đầu tư cũng như là những cái công ty, những cái tập đoàn lớn ở trên thế giới, các bạn có thể tìm hiểu là những cái tập đoàn này đang liên kết và đầu tư cho Helium để phát triển các bạn nhé. Rồi, thì về sàn giao dịch thì mình cũng sẽ mở lại ở đây cho các bạn coi. Các bạn vào cái market thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây SNT nó đã lên được cái sàn Binance, nó giao dịch ở sàn Binance US ở Mỹ luôn nha các bạn, rất là uy tín để giao dịch ở sàn Binance US của Mỹ, sàn Binance nè, rồi sàn FTX, sàn lớn nè, Bioness, Wallis, Bilasi, Hotbit, Pool, nó giao dịch rất là nhiều sàn. Các bạn có thể vào Binance, các bạn có thể coi nó đang được giao dịch cả spot lẫn ở trên future luôn các bạn nhé. Rồi, thì đó là các bạn có thể giao dịch. Thứ hai là cái ví này thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn dùng cái ví đó. Cái ví đó thì các bạn có thể lên YouTube của mình và coi cái video đó. Thì cái ví đó giúp cho các bạn có thể lưu trữ những cái coin SNT mà Helium trả thưởng cho bạn, thì các bạn có thể cho nó về thẳng cái ví trên cái Helium App Wallet này nè, mà các bạn có thể tải cả trên iOS lẫn Android, và các bạn cũng có thể cho cái phần thưởng SNT đi thẳng lên trên ví của Binance để các bạn giao dịch bán ra trực tiếp luôn đó. Thì tương lai của Helium như thế nào, có đầu tư hay không, thì ở đây nè, thì nó có rất là nhiều công ty và mình sẽ chuyển vô sâu hơn vô đây. Đây thì các bạn vào cái helium.com nha các bạn, đây là trang chính thức của Helium, đó là helium.com. các bạn vào đây thì các bạn muốn nghiên cứu về cái mục cái hình thức đào thì các bạn vào cái mục My này nè, cái ở chỗ rõ chuột của mình nè, My này, đây là Stack nè, nó có cả chế độ Stacking này nhá, cái User là có nghĩa là đang nói về cái việc sử dụng nè, thì đây là rất là nhiều tập đoàn, những cái công ty lớn trên toàn cầu nè các bạn, Eli Lam nè, Setfor nè, Naui nè, MyDevice nè, tất cả những cái công ty này đang sử dụng cái dịch vụ của Helium các bạn nhé. Và chút nữa mình sẽ nói sâu hơn, mình đang giới thiệu qua để cho các bạn biết là trong cái helium.com nó sẽ có những cái mục nào. Đây là mục My để cho các bạn tìm hiểu là chế độ cách đào của Helium nó như thế nào đó, thì các bạn tìm hiểu. Đây là Stack, thì với Stack thì nó cũng có cái phần các bạn nếu muốn Stack thì các bạn phải có 10.000 SNT đó để Stack, thì 10.000 SNT tương đương khoảng 120.000 đô sau trong thời điểm hiện tại để Stack đó. Vào Zill để các bạn coi được cái việc sử dụng cái đồng sử dụng Helium cũng như trong cuộc sống và những cái ứng dụng của nó ở đây. 5G có nghĩa là trong tương lai mình nghĩ là đây is coming, Helium nó sẽ phát triển ra được cái 5G dựa trên cái việc những cái hotspot này nó phát ra cái sóng 5G hay như nào biết, nhưng mà đây là sẽ là Helium phát triển trong tương lai. Và mình chắc chắn với các bạn Helium đang có rất là nhiều những kế hoạch, những cái dự án để phát triển đẩy mạnh cái Helium này ra toàn cầu đó. Thì các bạn vào đây các bạn nghiên cứu, các bạn tìm hiểu tất cả thông tin ở đây đều có đó. Technology đó, Helium technology là gì đây, thì các bạn có thể coi nè, ông ấy ông bảo nè, cái tầm nhìn của Helium là cái tham vọng nhất mà chúng tôi từng thấy trong không gian blockchain kể từ khi hợp đồng thông minh trên Ethereum ra đời. Helium đại diện cho một cách tiếp cận mới và cơ bản, một cách tiếp cận với cấu trúc chi phí giảm triệt để triển khai và quản lý mạng không dây trên quy mô lớn đó. Thì các bạn phải hiểu giống như mới nãy mình nói, để phát triển được một cái mạng internet, các bạn phải hiểu là Viettel, Vina Mobile nó tốn cho họ tốn rất rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi Helium họ hiện tại
họ đã phát triển lên tới 77.660 hotspot trên toàn cầu. Các bạn có thể vào cái đường link mà mình để trong những video thì các bạn có thể thấy những cái điểm sáng là những cái hotspot của Helium hiện tại nó đã trải trên khắp thế giới đó. Các bạn có thể coi nè, đó, mỗi điểm sáng này là một hotspot của Helium. Và các bạn đang biết là Helium đang phát triển mạng internet trên toàn cầu mà họ hầu như không tốn cái nhiều chi phí, các bạn hiểu không ạ? Thay vì phải đi tới từng quốc gia xin rồi đặt điểm những cái trụ phát sóng, rồi đặt những cái chuyện trụ phát sóng, xây dựng tiền rất là nhiều, chưa kể phải thuê điểm đặt, thì bây giờ họ phát triển ra cái hotspot này và chúng ta mua cái hotspot đó về, hoặc là sắp tới Helium sẽ có chương trình phát cái hotspot miễn phí cho các bạn luôn, cho những ai mà đang lăn tăn nói ồ tôi mua rồi tôi chuyển khoản nó không trả tiền, rồi nó không gửi máy về, rồi sao bao giờ hoàn vốn, tất cả những, bởi vì chính những cái câu hỏi đó nó đặt nó ra một cái Helium 2.0 dành cho những ai mà còn phải lăn tăn, còn phải suy nghĩ ok tôi cho máy hotspot các bạn về, các bạn đào free luôn đó. Thì cái đó mình sẽ nói về cái sau, bây giờ mình đang nói cho các bạn đó. Thì đó là lý do mà tại sao ở đây người ta nói giới thiệu đó là tầm nhìn của Helium là tham vọng nhất mà chúng tôi từng thấy trong không gian blockchain kể từ khi hợp đồng thông minh Ethereum ra đời. Helium đại diện cho một cách tiếp cận mới và cơ bản nè, một cách tiếp cận với cấu trúc chi phí giảm triệt để triển khai quản lý mạng không dây trên quy mô lớn, để làm được như thế này, phát triển được mạng lưới internet trên toàn cầu. Thì Helium thực sự có tầm nhìn và cách đi của họ mình thấy rất là thông minh và rất là có tương lai. Rồi thì mình sẽ giới thiệu thêm về công nghệ nè, về cái này mình sẽ đổi qua lại tiếng Anh. Rồi về công nghệ nè, về Docs, về Explore thì các bạn có thể để tìm theo dõi, nó giống như cái việc theo dõi những cái hotspot ở trên toàn cầu vậy đó, xem một cách chi tiết hơn. Thì các bạn vào cái mục ecosystem nè, thì mình nói lại một lần nữa cho các bạn hiểu sâu Helium là gì và ứng dụng của nó trên toàn cầu như thế nào. Thì các bạn cứ hiểu như thế này nhé, giống như một cái thiết bị GPS, thì các bạn phải hiểu một cái thiết bị GPS để các bạn gắn để trên một cái chiếc xe máy của các bạn, gắn trên một chiếc ô tô của các bạn, thì bắt buộc cái GPS đó nó phải có SIM và nó phải có pin. Thì để có SIM thì phải có 3G, 4G và các bạn phải tốn cái tiền duy trì cho cái SIM đó, và cái thiết bị đó nó cũng phải xài pin, cho nên nhiều khi là cái thời gian nó không tốt, không lâu. Tuy nhiên với những cái thiết bị IoT này, họ sản xuất ra những cái thiết bị IoT mà có cái năng suất rất là thấp. Các bạn có thể dùng chỉ 2 viên pin AAA hoặc là 3 viên pin AAA thôi, các bạn có thể duy trì cái việc IoT nó hoạt động trong vòng 5 năm đến 10 năm, đó là năng suất rất là thấp. Thứ hai là cái thiết bị đó không cần phải tốn không cần phải bỏ SIM để kích hoạt 3G, 4G hay gì cả, mà nó sẽ được kết nối mạng với SNT. Có nghĩa là bất cứ nơi nào ở Việt Nam chẳng hạn, bạn gắn trong cái xe máy của các bạn một cái thiết bị IoT nhỏ trong cái xe của bạn, chắc chắn là gắn ở chỗ nào đó mà không ai biết, thì khi cái xe bạn bị ăn trộm, ăn cắp hay gì đó thì nó chạy toàn bộ khu vực Việt Nam. Nếu như đến một ngày nào đó thì các bạn nhìn ở trên bản đồ Việt Nam đây nè, đơn giản đi đó, ví dụ như ở khu vực này nếu như một cái chiếc xe nào đó mà bị đánh cắp thì chắc chắn 100% họ chạy trong cái toàn khu vực này thì chiếc xe đó đều sẽ được định vị và biết được chiếc xe của mình đang ở đâu. Đó là trường hợp ở Mỹ, các bạn có thấy Mỹ không ạ? Hiện tại ở Mỹ nè, họ đã phát triển gần như là khu vực Bắc Mỹ là họ đã phát triển gần như là xong 100%, chỉ còn cái khu vực ngoài này là chưa thôi, thì còn khu vực này là phát triển 90%+ rồi, là tất cả hotspot nó đã phủ khu này. Nếu như các bạn ăn cắp một cái xe ở một cái bang nào đây đi, đó, cái bang nào ở đây, thì các bạn có chạy 10 cây số, 100 cây số quanh khu vực này thì các bạn đều sẽ bị phát hiện và đều sẽ định vị được cái xe đó của ở đây ăn ở đâu đó. Thì dựa trên cái mạng Helium đang phát triển trên toàn cầu thì bất cứ cái thiết bị nào đó, bất cứ cái đồ vật nào đó mà các bạn gắn vào cái thiết bị IoT vào thì các bạn sẽ theo dõi này, các bạn sẽ theo dõi và định vị được nó, biết được nó đang ở đâu. Thì đây mình sẽ mở cho các bạn coi, đây là những công ty đang kết hợp và đang sử dụng đó. Các bạn có thể nói họ coi cái tracking nè, họ tracking cho những cái xe tải nè, đó, những cái xe tải chở hàng nè, họ tracking cho những cái công trình xây dựng và những cái xe họ
gắn check-in cho những cái chiếc container, các bạn thấy không? Cho những cái chiếc container này đó, họ gắn cái check-in vào đây để họ quản lý được cái hành trình của cái container đó, nó đang đi đâu, đang ở đâu, đang như thế nào đó. Ở những công trình xây dựng họ quản lý được người, họ quản lý được những cái xe, ví dụ như xe cẩu, xe múc, xe nâng, xe tải, tất cả trong công trình họ có thể quản lý được, tránh cái tình trạng là xe không có đi làm những cái việc mà không có thuộc cái phạm vi hoạt động của cái công trình đó. Rồi quản lý theo dõi người đó, thì rất là nhiều ứng dụng mà các bạn có thể vào đây, họ có thể theo dõi được vật nuôi, hoặc là họ theo dõi được những cái động vật hoang dã, họ thả sư tử hoặc là thả những cái con động vật hoang dã về rừng, và họ có thể theo dõi thông qua những cái thiết bị IoT đó. Nó rất là nhỏ gọn, nó sẽ có rất là nhiều loại. Nó đây, cái quan kéo xuống này, nó theo dõi trong nhà, trong xưởng, rất là nhiều thứ. Và các bạn, khi các bạn vào đây, các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ tuyệt vời. Mình đọc những cái này mà mình đọc cả ngày, đọc từ sáng đến tối mà không chán luôn. Các bạn sẽ thấy vào trong giao thông, vận tải nè, trong xây dựng nè, hoặc là trong những cái sân bay, nhà cảng, các bạn có thể quản lý được từng chiếc container hoặc là từng cái chiếc xe mà chuyên chở máy bay ấy, mình có thể điều động để coi nó có đi đúng lịch trình không. Ví dụ cái xe phải đi ra đón cái chiếc máy bay hạ cánh, nó đi đúng lịch trình không như thế nào, rồi theo dõi thú, theo dõi công xưởng. Và nó có rất là nhiều thiết bị đó, họ cũng chỉ bỏ trong một cái túi nhỏ để họ có thể bị giật túi sách, thì họ có thể theo dõi định vị được cái túi đó đang ở đâu, đang đi đâu đó. Thì đó, nó có nhiều cái thiết bị, những cái thiết bị micro tracker này, theo dõi mini này, nhỏ này, compact tracker này, hoặc là những cái thiết bị dùng cho công nghiệp và lớn, gắn trên những cái chiếc container, những cái thiết bị lớn hơn để theo dõi những cái đồ vật lớn hơn. Đó, thì đây là RPway. Rồi hôm nay đông đông cho nên mình sẽ nói sâu hơn một tí, để trước tiên các bạn phải hiểu rằng để làm một cái gì đó, chúng ta phải biết được là nó có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống, nó có ứng dụng thực tế hay không, rồi cái tương lai của nó phát triển như thế nào, thì chúng ta mới có thể suy nghĩ cái việc đi cùng hay không. Còn bây giờ mình nói là nếu như một cái sản phẩm, một cái ứng dụng, giống như các bạn thấy đồng, những cái đồng FXT gì đó, nó không có ứng dụng thực tế, nó không có cái gì cả, nó chỉ là gọi là đem lại cho các bạn những cái lời hứa về lợi nhuận này nọ kia, mà các bạn không tìm hiểu kỹ thì sẽ rất là dễ mất tiền. Còn đây, các bạn hãy vào đây trang web những cái tập đoàn này, các bạn có thể tìm hiểu. Đấy, thì đây là một cái, thêm một cái Eli. Thì đây là một cái công ty, họ sử dụng helium để làm gì? Họ theo dõi được không khí trên toàn cầu. Các bạn hiểu, khi toàn cầu đều có mạng internet của helium thì họ sẽ gắn cái thiết bị cảm biến. Cảm biến này nó có thể cho phép người ta biết được cái độ ô nhiễm của môi trường của các nơi. Họ có thể ngồi ở một nơi tại Mỹ nhưng họ sẽ biết được là ở nơi nào đó không khí đang bị ô nhiễm, đang có quá cái độc hại. Và sau đó họ sẽ cập nhật những cái thông tin đó vào trong một cái app. Và khi chúng ta download cái app đó về và chúng ta sau này muốn theo dõi hoặc là chúng ta muốn biết được cái tình trạng của không khí, thì chúng ta có thể trả phí cho cái app đó để chúng ta biết được rằng tình trạng ô nhiễm môi trường này, tình trạng không khí nó như thế nào. Ok, chúng ta có thể nghĩ rằng nó không có dùng cho cá nhân, chúng ta không dùng tới, nhưng mà chúng ta phải biết được rằng nhà nước dùng, những tập đoàn, những cá nhân hoặc tài chính, chính phủ họ sẽ dùng đó, thì nó sẽ giúp cho trẻ em, người già hoặc là tất cả mọi người nếu quan tâm về sức khỏe họ có thể sử dụng đó. Thì đây là Eli, đây là một cái tập đoàn sử dụng IoT dạng cảm biến ô nhiễm và cảm biến không khí đó. Thì rất là nhiều trong này, các bạn vào đây các bạn kiểm tra rất là nhiều. Mình sẽ cho các bạn coi về Kben, thì nó có cái tác dụng là giúp cho các bạn quản lý những người già, những người bạn biết là ở Mỹ họ hay có những cái trường hợp bị Parkinson, những người già bị mất trí nhớ, thì những người này khi mà họ có thể đi ra ngoài đường mà quên mất cái nhà và họ, chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian để đi tìm, thì với một cái thiết bị IoT này chúng ta có thể gắn trên tay hoặc là gắn ở đâu đó trong cơ thể của cái người thân chúng ta, và khi cái người đó đi lạc chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng tìm ra họ, mà không phải ví dụ như thiết bị điện thoại hay cái gì đó nhiều khi hết pin hoặc là mất sóng hoặc là cái gì đó thì hầu như là sẽ không tìm được. Thì ngoài ra nó cũng dựa trên đó, các bạn cũng có thể là khoanh vùng. Ví dụ khi trong một cái khu vực này mà cái người thân chúng ta đi trong khu vực này thì không sao, nhưng người thân chỉ cần đi ra khỏi khu vực mà chúng ta muốn quản lý thì nó sẽ gửi cảnh báo về chúng ta, và chúng ta biết rằng là người này đã đi ra khỏi nhà. Thì IoT này giúp cho chúng ta quản lý được vị trí của cái người mà chúng ta muốn nữa.
Và đây là một cái ứng dụng thực tế, ứng dụng này đã có trên những cái quốc gia tiên tiến giống như Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Đức, rất là nhiều nha các bạn. Ở Úc, đây là một ứng dụng cho thuê những cái phương tiện công cộng, những phương tiện đi lại, ví dụ những chiếc scooter nè, các bạn có thể thấy đây là những chiếc scooter, đây những chiếc scooter, những chiếc xe đạp điện và những chiếc xe máy. Thì mình sẽ cho các bạn coi một cái video hướng dẫn cho các bạn thấy được cái ứng dụng thực tế của Helium vào cuộc sống. Đây các bạn coi nhé. Chắc chắn các bạn cứ coi. At Lime, we connect people and place. For healthier, cleaner and more equitable cities that prioritize people. That's why we're proud to introduce the newest member of the Lime family, so that you have an electric vehicle for any kind of trip. The Lime Electric Moped. Our latest ride for a safe, carbon-free, and affordable alternative to a car. Any trip, anytime, anywhere. Thì đó các bạn thấy không ạ, một cái ứng dụng nó rất là bình thường, rất là thực tế. Đó là một cái ứng dụng mà khi các bạn có thể đi đi qua Hàn Quốc, đi qua châu Âu, đi qua Mỹ mà các bạn thường thấy, mà hiện tại bây giờ Hàn Quốc rất là nhiều luôn. Đó là những cái chiếc xe đạp họ dựng ở mọi nơi, những cái chiếc xe scooter này họ dựng ở mọi nơi, và các bạn đi trên đường có thể thấy rất là nhiều. Vậy để sử dụng nó như thế nào, ví dụ như các bạn thấy thì nó đang được sử dụng với mạng internet của Helium, và họ chỉ cần gắn một cái thiết bị IoT nhỏ vào những chiếc xe đạp, chiếc scooter hoặc là chiếc xe đạp hoặc là chiếc xe máy này. Thì khi chúng ta tải cái app LAM về thì cái mạng internet của Helium giúp cho cái app đó nhận ra được những cái chiếc xe đạp đó, những chiếc xe scooter đó, chiếc xe máy đó đang nằm ở đâu gần chúng ta. Đó thì nó sẽ giúp định vị những cái chiếc xe này và báo lên cái app của chúng ta, và khi chúng ta có nhu cầu chúng ta sẽ biết được là cách đây đi khoảng bộ khoảng bao nhiêu mét về đây có chiếc xe máy, đi bộ bao nhiêu mét về đây có chiếc xe scooter, và đi bao nhiêu lại đây thì chỉ có chiếc xe đạp, và chúng ta muốn sử dụng phương tiện nào, và chúng ta đang muốn đi về hướng nào, hoặc là chúng ta muốn thuê cái chiếc xe nào để chúng ta đi. Thì SNT với cái mạng lưới internet phân bổ rộng khắp rồi, và trong tương lai là trên toàn cầu rồi, thì bất cứ nơi nào cũng sẽ có internet, và bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể dùng IoT. Thì các bạn thì sau khi các bạn xác định được chiếc xe các bạn thuê thì các bạn đi lại đó, sau đó các bạn dùng cái điện thoại và quét lên cái mã vạch để gắn ở trên cái xe, và sau đó bạn lấy cái xe bạn đi tới cái nơi mong muốn, và các bạn sẽ trả phí cho Lam, và Lam sẽ cũng sẽ trả phí cho SNT vào cái việc sử dụng mạng lưới internet của Helium đó. Thì đó là một cái ví dụ mà mình nghĩ là nó rất là trực quan, rất là sinh động, mà bất cứ ai nghe xong cũng có thể hiểu được rằng. Và các bạn hiểu đó, thêm một cái là ví dụ như thú cưng ở nước ngoài họ rất là quan tâm đến những cái vật nuôi của họ, những con chó, những con mèo, thì họ cũng có thể gắn một cái thiết bị này lên trên cái thú cưng của họ để họ quản lý, họ biết được là nó đi đâu, nó ở đâu và đang làm gì chẳng hạn. Thì mình sẽ tóm lại công dụng của Helium vào cuộc sống. IoT nó là gì? Nó là một trong những, thứ nhất nó giúp cho bạn định vị và theo dõi, thứ hai đó là nó sẽ cung cấp internet cho những cái cảm biến, và những cái cảm biến này có rất là nhiều tác dụng các bạn nhé. Ví dụ như mình nói về cảm biến này thì nó sẽ cảm biến được khói nè, nó khi nó có khói thì cái bộ cảm biến nó sẽ nhận dạng được khói và nó báo về cuộc xử lý trung tâm để chúng ta biết được là có khói, hoặc là cảm biến được ô nhiễm không khí giống như mình nói nè, nó cảm biến được sự rò rỉ nước hoặc là rò rỉ điện nè đó, nó cảm biến được ánh sáng nè, nó cảm biến được sự rung động nè, nếu như có động đất, cái độ rung động mà có thì nó sẽ báo về để chúng ta nhận biết được động đất ở những khu vực như Nhật Bản hay là gì, thì họ sẽ trải cái IoT này ở những khu vực khác nhau để họ nhận được sự thông báo, hoặc là cảm biến được những cái mực nước, ví dụ như khi nước nó xuống và cái nước nó lên, nó vượt qua cái cảm biến đó thì nó sẽ báo là có cái sự vượt quá về mực nước, rồi cảm biến về sự độ ẩm. Ví dụ như các bạn biết là ở trong những cái viện bảo tàng hoặc những nơi mà họ cần quản lý độ ẩm thì nó sẽ dùng những cái IoT cảm biến về độ ẩm, nếu như độ ẩm vượt quá cái mức cho phép thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh này nọ kia, thì chắc chắn họ sẽ phải xử lý và can thiệp để giảm cái độ ẩm xuống, hoặc là độ ẩm quá thấp hoặc độ ẩm quá cao. Thì IoT cảm biến này nó làm nhiệm vụ cảm biến được cái độ ẩm và báo về bộ xử lý trung tâm, thì đó là cảm biến về độ ẩm. Ngoài ra nó còn rất rất nhiều về cảm biến đi mà các bạn, nếu mà các bạn tìm hiểu trong cái này thì các bạn sẽ biết được rằng
chỉ cần có internet của Helium thì tất cả mọi cái việc, mọi vấn đề trên thế giới này các bạn đều có thể quản lý và kiểm tra được. Đó, giống như là đổi quản lý đổ xe, quản lý rò rỉ nước rồi. Đó thì đó là xong về cái phần về Helium. Và mình sẽ nói luôn, thì cứ mỗi buổi Zoom thì các bạn sẽ thấy cái sự tăng trưởng chóng mặt của cái con số lượng hotspot này. Đó, số lượng hotspot này thì các bạn nhìn trên bản đồ thế giới này thì các bạn sẽ thấy hiện tại trong một cái thời gian ngắn thôi thì ở Mỹ hiện tại hotspot đã phát triển rất là kinh khủng. Hầu như là các bạn nhìn thấy Mỹ là nó phát triển tập trung. Khu vực Bắc Mỹ thì khu vực phía trên và khu vực Đan Mạch thì chưa, nhưng mà khu vực Nam Mỹ cũng đã bắt đầu có rải rác những cái hotspot rồi. Và mình dám khẳng định là hiện tại bây giờ Helium đang không cung cấp đủ cái hotspot cho những cái đơn đặt hàng, bởi vì quá nhiều đơn đặt hàng mà sản xuất không kịp. Sáng nay thì mình đã nói chuyện với một người ở Mỹ, thì Helium đã đặt thêm một cái nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và phát triển, nói chung là thêm hai cái nhà máy để sản xuất hotspot nữa cho kịp cái tiến độ, bởi vì thực sự là không cung ứng đủ cái nhu cầu của thị trường. Đó, thì các bạn thấy là Mỹ nè, là phát triển hotspot tới như thế này. Châu Âu, đó, châu Âu đây, châu Âu nó cũng đã phát triển gần như gần hết châu Âu, khu vực châu Âu đây rồi. Đó, thì Ấn Độ chưa có nha các bạn, nhưng Ấn Độ cũng đang bắt đầu phát triển giống như chúng ta. Ấn Độ giống như Việt Nam, chúng đang phát triển. Và các bạn phải biết rằng Việt Nam nó chỉ có một nhúm như này, chút xíu này thôi. Ấn Độ nó rất là khủng, Ấn Độ nó gấp cả biết bao nhiêu lần. Nó thì Trung Quốc, các bạn thấy Trung Quốc ở đây cũng đã phát triển cái hotspot rồi nè. Đó, những cái điểm sáng này là Trung Quốc đang phát triển hotspot rồi nè. Và có vài ở nước châu Á ở đây, đó, cũng đã phát triển Manila, Singapore, đó, phát triển ở đây. Và châu Úc, châu Úc thì cũng đã có một ít cái hotspot đang phát triển ở đây. Nó thì để có thể các bạn kiểm tra được từng cái hotspot hoặc là kiểm tra được cái thu nhập của từng hotspot, thì các bạn có thể vào cái kênh YouTube của mình, các bạn coi cái video cách kiểm tra chi tiết của từng hotspot. Bởi vì khi nay mình bấm đại bất cứ một cái hotspot nào đó, và mình có thể ví dụ cho các bạn coi luôn. Đây, ví dụ mình nói đi. À, trước tiên mình cho các bạn coi hai cái hình này. Hai cái hình mới nãy mình tải về. Nè, các bạn thấy không nè, Ấn Độ nè, các team của họ bắt đầu phát ngay. Đây là một cái team nè, desktop nè, 5.000 view. Và họ đang phát triển cái ứng dụng Helium, bắt đầu phát triển cái hotspot Helium ở Ấn Độ. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây, India, first Helium bắt đầu phát triển rồi. Và chúng ta phải biết rằng khi Ấn Độ với cái số lượng dân đông như thế, với cái số lượng dân đông như thế và diện tích lớn như thế, thì chắc chắn là khi mà hotspot nó cung cấp cho thị trường Ấn Độ nó sẽ rất là nhiều và rất là khủng khiếp, và chúng ta Việt Nam rất là ít thôi. Chúng ta là những người đi đầu trong cái việc phát triển cái thị trường này, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để cho Helium thấy được rằng Việt Nam là một cái thị trường tiềm năng, Việt Nam đang có sự quan tâm, Việt Nam đang có cái số lượng hotspot đặt hàng lớn. Và dựa trên những cái vấn đề đó, Helium sẽ về Việt Nam để xin phép cho Việt Nam được chạy cái hotspot này ở Việt Nam. Đó, thì các mình sẽ cho các bạn coi một cái mẫu cơ bản, bởi vì thực ra coi cái nào cũng được. Các bạn cách coi á thì mình cũng đã có hướng dẫn trong video rồi. Ở đây có nguyên một khu vực, các bạn thấy không ạ? Những chấm đỏ nè, Trung Quốc nè, một loạt chấm đỏ như là cả trăm cái hotspot vừa được gắm lên nhưng mà chưa được SIM nè, nó chưa được kết nối vào mạng lưới hotspot của mạng lưới internet của Helium. Những cái chấm sáng là đã được kết nối với mạng lưới internet của Helium, còn những chấm đỏ là chỉ mới bật lên thôi. Đó, các bạn thấy không ạ? Trong một thời gian chỉ mới bật lên, chưa được kết nối vào mạng lưới nha. Thì các bạn thấy không? Đây, ở đây nguyên khu vực này nó đã, Trung Quốc nó đã rất nhiều cái hotspot mới đưa về nè, không, rất là nhiều luôn, và nó chưa được kết nối đồng bộ với mạng lưới internet của Helium, rất nhiều các bạn nhé. Để các bạn thấy được là cái sự quan tâm, cái sự tăng trưởng và sự phát triển của Helium trên toàn cầu nó rất lớn. Chúng ta có theo, chúng ta có làm hay không làm đó thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của Helium trên toàn cầu cả. Các bạn chỉ việc có đi theo hay không thôi, còn các bạn không theo không quan trọng, nó vẫn sẽ phải phát triển.
mình muốn cho ví dụ các bạn đây, mình hay ví dụ ở đây bởi vì đây nó giống như một cái cụm của một cái người họ mang về cho một cái khu vực đó. Giống như đơn giản, ok, nhà tôi ở quận 3, tôi kêu khoảng 20 anh em ở quận 3 làm 20 cái trải quanh một cái quận, và chúng ta sẽ thấy được rằng đó, ví dụ chúng ta nhấp vào một cái nó như thế này, chúng ta bấm vô View Hotspot Detail. Đó. Thì các bạn thấy không ạ? Đó. Một cái hotspot ở đây, một cái hotspot ở đây nó kết nối với tất cả những cái hotspot ở khu vực xung quanh. Có nghĩa là những cái hotspot ở xung quanh nó đã được kết nối với nhau hết rồi nè, các bạn thấy không ạ? Đó. Thì ở đây các bạn có thể theo dõi được, mình nói rất là sâu trong video kia thì các bạn có thể tìm vào và sync, có nghĩa là nó đã được đồng bộ với lại blockchain của Helium. Ở đây 1.0, cái này là một trong những yếu tố giúp cho các bạn được nhiều SNT hơn, đó là cái scale, cái khoảng cách giữa các máy hotspot với nhau nó phải có khoảng cách tương đối từ khoảng 400 đến 500 mét trở đi, thì cái scale này đạt được điểm chấm là 1. Và khi các bạn được cái scale 1 thì các bạn sẽ nhận được SNT nhiều hơn. Nếu như các bạn tưởng tượng đi, nó có khoảng, để mình coi đây là bao nhiêu cái, như 15, 16 cái gì đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nếu 16 cái này mà tập trung vô một cái chỗ như thế này nè, thì chắc chắn cái số lượng SNT các bạn nhận được sẽ không nhiều và phải chia ra cho 16 người. Tuy nhiên, các bạn cứ hiểu đơn giản, đó là mỗi cái hotspot này làm nhiệm vụ phát triển rộng cái mạng lưới, thì cũng là 16 cái hotspot, mà nếu phát triển được mạng lưới càng rộng thì nó sẽ được cái số lượng SNT càng nhiều. Tuy nhiên, nếu 16 hotspot mà đem về gắm vô chung một cái nhà thì chỉ phát triển được có phạm vi 1 mét vuông, thì coi như là 16 cái hotspot này hầu như không được bao nhiêu SNT cả, bởi vì nó không có làm cái nhiệm vụ phát triển cái mạng lưới cho SNT. Hiểu đơn giản nôm na như thế thôi. Thì cái máy này đang bị relay nè, là bị lỗi nhận được thông tin nhưng mà không truyền được dữ liệu đi cho máy khác, cho nên nó sẽ khiến cho cái máy này cũng như những cái máy mà truyền thông tin tới và đi, nó sẽ bị mất cái số lượng thưởng SNT. Cái này thuộc về kỹ thuật. Nếu sau này các bạn lắp mà bị vấn đề về kỹ thuật thì chúng tôi có thể sẽ hỗ trợ liên hệ. Thì các bạn thấy cái máy này nằm đây, thì ở dưới này nó có thông tin WISNET là kết nối, thì nó đang kết nối được với 15 máy khác. Đây, nó được kết nối với 15 máy khác. 15 máy khác, các bạn thấy cái scale của nó nè. Cái này là 0.67, còn tất cả mấy cái dưới là như là 1 hết. 1, 1, 1, scale 1, 1, 1. Đó. Vậy thì các bạn hiểu là 10 cái, ở gần nhất thì nó hiện ra 10 cái. Rồi các bạn thấy không? Cái scale 1 nè. Để được cái scale 1 á, thì nó sẽ có khoảng cách 500m nè. Scale 1 nè, 700m, 780m, 1 cây số, 1 cây số. Thì cái scale cứ trên khoảng 400-500m thì cái scale nó sẽ đạt cái khoảng cách ổn định và tốt để các bạn được phần thưởng SNT nhiều hơn. Đó, thì các bạn thấy đây là một cái ví dụ thôi. Còn cái phần thưởng reward thì nó nằm ở đây. Đó, thì trong 30 ngày nó được nhận khoảng 74 SNT. Bởi vì nó có bị lỗi cái gì đó. Nếu như ở một cái tốt, nếu như nó không có bị cái relay này, có thể nó sẽ nhận được nhiều hơn. Đó. Thì đây là mình hướng dẫn cho các bạn coi những cái, đó, các bạn coi được những cái hotspot trên toàn cầu, và các bạn có thể bấm vào, ví dụ như bất cứ ở đâu các bạn có thể bấm vào cái hotspot đó để các bạn theo dõi được phần thưởng rồi này nọ kia của nó. Rồi, thì như vậy chắc mình coi thêm một cái Mỹ nữa cho các bạn coi, các bạn biết được nè. Đây, đây châu Âu nè, đây, Mỹ nè. Đó, bấm đại chỗ nào đó, đông đông thôi. Đó, các bạn coi, các bạn thấy không, này, rất là nhiều chấm đỏ này bạn, thấy không, rất là nhiều chấm đỏ, quá nhiều luôn. Và chúng ta đang thấy là rất là nhiều chấm đỏ vừa được gắn lên mà chưa được kích hoạt nè. Chấm đỏ này rất là nhiều, nó gần như là dày đặc luôn rồi. Chúng ta không để ý thôi, chứ cứ lâu lâu chúng ta vào đây chúng ta coi lại thì chúng ta sẽ thấy kinh khủng không. Chấm đỏ nè, rất là nhiều, hotspot đang phát triển rất là nhiều, mà sắp tới thì chắc sẽ là càng bùng nổ nữa. Thực ra Helium rất là hay, họ có cái bài rất là hay, bởi vì khi cho cái hotspot miễn phí thì sẽ nhiều người lấy cái hotspot miễn phí về găm đào, và càng nhiều người đào thì sẽ giảm cái lượng SNT thưởng xuống. Thì như vậy cũng giống như đồng nghĩa với cái việc những cái người bỏ tiền mua máy về cũng có thể nhận phần thưởng ít hơn. Đó, thì thực ra cái bài toán mà cho đi miễn phí mình thấy là một cái chiến lược rất là thông minh, nó giúp cho người
ai mà nghi ngờ thì ok, bạn nghi ngờ thì bạn cứ đặt đi, tôi sẽ cho các bạn hotspot miễn phí, còn nếu bạn mua thì bạn sẽ nhận được phần thưởng cao hơn đó, ví dụ như thế. Rồi thì đó là cái ví dụ của mình về SNT là gì, Helium là gì, ứng dụng IoT trong cuộc sống là gì, ứng dụng của Helium trên toàn cầu là gì, hotspot của Helium đã phát triển trên toàn cầu như thế nào, ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, Trung Quốc đã phát triển ra sao, và các bạn có thể vào đây các bạn nhìn, đây là những cái điểm chấm chấm đỏ này là chưa kích hoạt. Đến lúc mà nó kích hoạt lên thì con số nó sẽ rất là kinh khủng, chắc là nay mai sớm rồi các bạn nhớ con số này, trong tuần sau nó chắc phải lên khoảng 80 mấy hoặc 90 ngàn con hotspot, bởi vì mình thấy rất là nhiều chấm đỏ ở đây rồi mà nó chưa được kích hoạt này. Đó. Thì các bạn hiểu được Helium là gì, SNT là gì, IoT là gì, ứng dụng của nó trong cuộc sống là ra sao, và nó đang phát triển trên thế giới như thế nào. Các bạn có hỏi cái gì trước khi mình sẽ đi vào cái mục kế tiếp, đó là phần thưởng SNT và hoa hồng nếu cho dành cho người phát triển hệ thống không? Các bạn nếu ai hỏi thì cái phần này thì mình bổ sung cho bạn Cảnh nha. Cái thứ nhất á, để mà có mình có hai dạng, thì hôm nay là cái mail nó thông báo với mình là một phi, thì cái dạng thứ nhất á, là chúng ta sẽ đăng ký máy và trả tiền có mức giá là $500, sẽ là nhận phần thưởng theo kiểu khác, và mức mà mình kêu mình đăng ký phi em nói luôn. Cái này Cảnh sẽ chia sẻ với anh chị em nha, thì có hai mức rồi. Em sẽ nói hơn, em tính nói cuối cùng nhưng em sẽ nói luôn ở đây. Sắp tới Helium nó sẽ cho ra hai cái mới. Thứ nhất là nó sẽ cho ra một cái app. Một cái app này giúp cho các bạn nó là một cái software, một cái phần mềm mà khi các bạn nhập vào cái địa chỉ các bạn có thể kiểm tra. Thì khi các bạn nhập vào địa chỉ của các bạn định lắp máy đó, ví dụ như ok, tôi đang ở 562 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 chẳng hạn, tôi nhập vào, tôi định đặt cái máy ở đây, thì cái software này nó sẽ tính toán ra cho các bạn biết được rằng một tháng các bạn sẽ được khoảng bao nhiêu SNT dựa trên những cái máy đang gần đó. Nó sẽ dựa trên cái sự tính toán kết nối giữa các máy gần đó để cho chúng ta biết được rằng nếu chúng ta đặt cái máy ở đó thì chúng ta sẽ nhận được khoảng bao nhiêu SNT một tháng đó. Thì cái này là một cái rất là hay, bởi vì giống như ok, bạn mua 10 máy, 100 máy về không biết đặt chỗ nào, thì ok, chúng ta có thể nghiên cứu đặt cái máy ở vị trí này thì chúng ta sẽ được khoảng bao nhiêu SNT, đặt máy chỗ kia, và nếu như mà chúng ta cảm thấy ít SNT thưởng quá thì chúng ta có thể tìm những cái địa chỉ tốt hơn để chúng ta đặt, và nó sẽ cho ra một cái tương đối thôi chứ không phải chính xác tuyệt đối. Vì sao? Vì khi các bạn họ tìm cái đó thì là tìm cái vị trí đó thì nó đang chưa có nhiều máy, hoặc là nó dựa trên cái số liệu thực tế có sẵn chẳng hạn. Nên đến lúc các bạn mang về thì cùng một lúc ở xung quanh họ cũng mang về đâu, xung quanh mấy ông cũng đem về đâu đó 10-20 máy, thì chắc chắn là cái số liệu nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên cái app này giúp cho chúng ta biết được rằng là nếu tôi đặt ở một cái nhà của tôi thì ở cái địa chỉ đó có thể cho các bạn được bao nhiêu SNT một tháng đó. Thì đó là một cái thì mình cũng nãy mình cũng chưa nói xong, thì nói về cái đó trước, là một cái app, là một cái tin vui thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái vấn đề dựa cho cái hotspot free dành cho người dùng. Thì cái này sáng nay mình hỏi thì các anh bảo là nếu như bạn đã đăng ký mua rồi thì nếu như tới cái ngày mua bạn không mua thì bạn sẽ hủy đi, bạn sẽ hủy cái đó đi và bạn sẽ đăng ký lại để nhận cái hotspot free, và bạn cũng phải nhận cái thời gian tương ứng. Có nghĩa nếu bây giờ sắp tới khi cái việc cung cấp hotspot free nó chính thức ra mắt thì các bạn đăng ký cái hotspot free, thì cái thời gian mà các bạn nhận được cái hotspot mà các bạn mua $500 và thời gian mà các bạn nhận được một cái hotspot free nó tương ứng nhau. Có nghĩa là nếu như mất 4 tháng thì đều mất 4 tháng như nhau cả, nếu mất 3 tháng đều mất 3 tháng như nhau cả, không có cái chuyện là nhận hotspot free thì sẽ lâu hơn, không có, tất cả đều như nhau. Tuy nhiên với những ai nhận hotspot mua $500 thì họ sẽ vẫn được 50% số lượng coin SNT đào được. Ví dụ các bạn đào được 300 SNT một tháng thì các bạn sẽ được 50% cái số lượng SNT các bạn đào được, 50% sẽ trả về Helium để trả cho cái việc phát triển hệ thống. Còn với những người đã nhận cái hotspot free để đào thì hiện tại họ sẽ đang nói con số dự kiến là trên 10%, còn con số chính thức là khoảng ngày 17 tháng 7 này họ sẽ cho ra con số chính thức đó là bao nhiêu phần trăm, ví dụ như là 15%,
hay là 20% chẳng hạn. Tuy nhiên, những cái hotspot free này, nếu như các bạn tham gia hotspot free này mà các bạn phát triển hệ thống vẫn giới thiệu người khác thì các bạn vẫn được hưởng hoa hồng giới thiệu, vẫn được hưởng cái hoa hồng affiliate đó. Thì dĩ nhiên các bạn sẽ đặt lên cái suy nghĩ, ok, tôi lấy hotspot về free thì mỗi tháng tôi được 15% hay là 10% gì đó cũng được, ok, được vài trăm đô, ví dụ như tháng được 15-20 con giữ giữ đó, mà khi S&T nó lên giá khoảng 50 đô thì các bạn cũng có khoảng 700 mấy đô một tháng. Đó là nếu như các bạn suy nghĩ về vấn đề miễn phí. Còn nếu như các bạn muốn hưởng 50% số lượng coin mà các bạn đào ra được thì các bạn mua cái hotspot đó với giá 500 đô về và chúng ta kích hoạt và chúng ta tham gia vào mạng lưới blockchain của Helium. Thì cái này câu này cũng là trả lời cho câu hỏi của các anh chị em đang thắc mắc là nếu như mình đã đưa tiền, đưa đóng tiền của USDT hoặc là đóng tiền qua Visa card thì nó không đưa máy cho mình hay bị sự cố nào đó mình chưa nhận máy được mà lâu quá hay gì rồi lúc đó mình khiếu nại ai, thì bây giờ câu hỏi cái phần chính thức này khi mà họ thông báo như vậy thì chính nó cũng vô hình chung giải quyết được cho các anh chị cái câu hỏi đó là chúng ta sẽ có bị mất máy hay không nếu đưa tiền trước, thì nhưng trả lời là chúng tôi sẽ cho free luôn, cho free luôn. Và anh chị bên cạnh đó ngoài cái quyền lợi là hưởng ít hơn so với cái giá trị, so với cái mình mua máy, thì cái quyền lợi làm hệ thống của anh chị y chang như quyền lợi có dùng tiền mua máy. Ok chưa? Các anh chị đã hiểu được cái vấn đề này chưa? Rồi ha, mà mời Cảnh nói tiếp. Dạ, thì đây là một câu trả lời thẳng thắn luôn dành cho những người đang nghi ngờ, bởi vì các bạn phải hiểu là tầm nhìn của Helium đó là làm sao phát triển được cái mạng lưới Internet toàn cầu nhanh nhất để họ đưa vào những cái thiết bị IoT ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Mọi nơi, mọi nhà đều có thể dùng IoT và họ thu cái phí sử dụng IoT đó. Cái phí đó rất là nhiều các bạn, rất là nhiều, các bạn chưa tưởng tượng được đâu, ở châu Âu, ở nước ngoài, ngay cả Việt Nam cũng thế. Chúng ta chưa tưởng tượng đến một cái tương lai mà ví dụ như tất cả những chiếc xe Grab đều được định vị, ok, biển số xe bao nhiêu, khỏi nói chuyện anh đi đâu, lộ trình sao, anh chở khách đi vòng vòng, tất cả nó đều được theo dõi hết. Hoặc là tất cả những cái công ty vận chuyển, những công ty xe khách, Phương Trang, Hoàng Long, Thành Bưởi, cái gì, họ đều có thể quản lý được tài xế đi đúng tuyến, đi đúng tiến độ không. Những cái xe chở xăng dầu có lệch trái, lệch phải, bán trộm không, tất cả mọi thứ đều có thể theo dõi định vị. Rồi người già, người thân, thuốc, cưng, hoặc là mọi thứ đều được. Khi chúng ta chưa có cái ứng dụng thì chúng ta chưa có nhu cầu, đến lúc nó có rồi, giống như ngày xưa cái điện thoại cùi bắp không có mạng thì cũng không sao, tuy nhiên bây giờ các bạn thử một cái máy mà các bạn bỏ internet ra trong khoảng tuần thôi, ngứa ngáy không, không có Facebook, không có Zalo, không có Telegram, có khó chịu hay không. Đó chính là khi mà chúng ta đã IoT nó đã phát triển rồi và cái việc dùng IoT nó trở thành phổ biến rồi thì chắc chắn S&T nó thu về lợi nhuận rất là lớn. Cho nên hiện tại bây giờ nó chỉ muốn đẩy nhanh cái việc phát triển cái mạng lưới Internet trên toàn cầu thông qua cái hotspot. Và ok, bạn đầu tư, bạn mua 500 đô thì bạn được nhận thưởng nhiều hơn. Còn bạn chỉ muốn gắm cái hotspot. Tuy nhiên mình thấy đây là một cái nước đi rất là thông minh của Helium. Vì sao? Các bạn phải hiểu, ai cũng lấy hotspot về gắm thì cái số lượng phủ nó sẽ nhanh hơn. Các bạn hiểu là đến lúc đó Việt Nam phủ nó cũng sẽ nhanh hơn. Thì chắc chắn là cái phần thưởng nó cũng sẽ ít hơn. Rồi những cái người mà mua về nhiều khi là họ cũng sẽ được ít cái phần thưởng hơn. Các bạn phải suy nghĩ đến cái bước đi của Helium. Tuy nhiên mục tiêu của Helium đó là phát triển được cái mạng Internet, đẩy nhanh cái việc phát triển mạng Internet trên toàn cầu là đạt được hiệu quả tốt nhất. Đó là cái bước đi của Helium. Còn